Xin chào các bạn, mình tên là Tùng. Mình làm đoạn clip ngắn này với mục đích là để đánh giá về chiếc laptop mà mình mới mua tại siêu thị máy tính An Khang. Vừa qua mình có mua một máy Acer X441UA với giá là 10 triệu 8 tại An Khang để phục vụ nhu cầu học tập và giải trí. Cấu hình của máy là vi xử lý Intel Core i5-7200U, RAM 4GB, ổ cứng 500GB và màn hình HD 14 inch. Máy có thiết kế nhỏ gọn và cảm giác rất là cứng cáp và chắc chắn. Vỏ máy làm bằng nhựa, pin liền và khối lượng máy nặng khoảng 1,8 cân. Mình đã tìm hiểu nhiều cửa hàng thì thấy laptop An Khang có giá thành rất là rẻ và có những ưu đãi cũng như là chế độ bảo hành khá là tốt so với những nơi khác. Vì vậy mình quyết định đến An Khang để xem và chọn máy. Cảm nhận đầu tiên của mình khi đến An Khang là thái độ của nhân viên bán hàng rất là nhiệt tình và chu đáo, tạo cho khách hàng sự thoải mái. Sau đây mình xin review cho các bạn xem video và chơi game trên laptop Acer X441UA. Máy khi xem một video chất lượng 4K trên YouTube thì mình thấy chất lượng hình ảnh rất là tốt, xem rất là mượt và rõ nét. Các bạn đang xem video do mình dùng phần mềm ghi lại nên là độ nét không được rõ lắm như khi mình đang xem. Tiếp theo mình sẽ test máy với game Liên Minh Huyền Thoại. Trong game thì mình đã chỉnh max setting, bật đồng bộ dọc và khử răng cưa thì mình thấy chơi vẫn rất là mượt. FPS của game thì vẫn trung bình ở mức từ 50 đến 60. Do mình đang dùng phần mềm quay màn hình nên FPS có giảm một chút. Qua một thời gian sử dụng thì mình vẫn chưa thấy máy có lỗi hay là trục trặc gì và cảm thấy máy chạy rất tốt và đáp ứng đầy đủ các nhu cầu của mình. Sau đây là một số cảm nhận của mình về chiếc máy này sau một thời gian sử dụng. Hiệu năng của máy xử lý rất nhanh và mượt và máy khởi động rất là nhanh. Màn hình hiển thị rất sáng, rõ nét, loa to và chất lượng âm thanh rất là tuyệt vời. Cuối cùng thì mình xin nhận xét về dịch vụ mua sắm ở An Khang như sau. Giá thành ở An Khang rất là rẻ và có nhiều khuyến mại. Hỗ trợ qua Facebook hay là email đều trả lời nhanh chóng. Và An Khang thì có chế độ bảo hành và chăm sóc khách hàng rất là tốt và chu đáo, như là vệ sinh laptop, diệt virus, dọn dẹp phần mềm, cài driver, nâng cấp Windows miễn phí tại cửa hàng. Do đó, mình cho rằng An Khang sẽ là một lựa chọn tốt và uy tín cho mọi người. Và mình xin chúc cho cửa hàng ngày càng lớn mạnh và phát triển hơn nữa. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình.